For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Vụ nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền ném điện thoại vào Lưu Thiên Hương, ai là nạn nhân? Việc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tố cáo nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền vi phạm đạo đức nghề giáo nghiêm trọng vì ném điện thoại vào người chị gây ra những luồng thông tin trái chiều. Nhiều độc giả tranh luận ai thực sự mắc lỗi trong vụ ồn ào này, lỗi ứng xử nghiêm trọng của người làm về văn hóa. Độc giả Y Loan cho rằng chuyện ai đúng ai sai nhạc viện sẽ xử lý theo thẩm quyền. Có điều lâu nay tưởng chỉ nghệ sĩ, ca sĩ mới lùm xùm xăng xăng các kiểu, nay đến cả thầy cô của họ cũng có hành động như cô giáo, nghệ sĩ ưu tú này thì khó coi thiệt. Giận mất khôn, hành động với đồng nghiệp như vậy, sau này đứng lớp giảng dạy có lẽ uy tín rơi rụng khá nhiều. Bạn Lệ Quyên thì gay gắt nói, Lưu Thiên Hương đã quay video mà Minh Huyền vẫn dám ném điện thoại, thì nếu Lưu Thiên Hương không quay chắc lao thẳng vào túm tóc đánh. Đồng tình với những ý kiến trên, một số độc giả đề nghị phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc với nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền. Giảng viên xuống cấp đạo đức, đấu khẩu không xong thì đấu võ thôi. Thầy cô giáo đánh học sinh thì gọi là dạy dỗ, giáo viên choảng nhau thì gọi là dạy đồng nghiệp. Bạn Mạnh Hà Nông. Minh Huyền là một nghệ sĩ ưu tú, là phái đẹp, phải dịu dàng, duyên dáng, tại sao lại tính hổ mang hổ lửa như vậy? Theo tôi cần tước bỏ danh hiệu của Minh Huyền, bạn Trọng Nguyễn Hữu. Làm thầy cô mà có hành vi trợ búa thì đào tạo ra cái gì? Đề nghị nhà trường nghiêm túc xem xét lại, không nên bố trí người thiếu chuẩn mực đứng trên bục giảng. Bạn Nguyễn Bình. Giảng viên chính thức, nghệ sĩ ưu tú mà như thế nên kỷ luật và loại khỏi môi trường giáo dục của trường học. Bạn Nguyễn Hữu Bình. Độc giả Sinh Trần bình luận, nếu không làm sai thì sợ gì khi bị người khác quay? Tất cả camera trên thế giới có mục đích là ghi lại cảnh sai phạm của con người. Nghệ sĩ ưu tú mà không xứng đáng với danh hiệu, suốt gần 20 năm ngồi ghế nhà trường mà tôi chưa gặp một giáo viên nào lại cộc cằn thô lỗ như vậy. Đã là giáo viên thì phải có đạo đức tốt, mà đạo đức tốt thì sẽ có cách xử lý văn minh. Rõ ràng, hành động ném điện thoại về phía người khác là đáng lên án, thậm chí có thể gây thương tích. Còn người đọc Hà Nguyễn Thái thì kiến nghị, rất cần và mong sự việc được xử lý nghiêm túc, cả việc nhận thức, đánh giá của nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Mức xử lý khiển trách chưa thỏa đáng, hời hợt, đơn giản, như vậy rất đáng lo ngại trong môi trường giáo dục, nhất là với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Hành vi vi phạm của giảng viên thật đáng sợ, cứ như giang hồ chứ không phải là giáo viên, nghệ sĩ vậy. Bạn Nguyễn Tú thể hiện quan điểm, một khi đất nước phát triển, vai trò của đội ngũ cán bộ công chức rất quan trọng. Họ chính là lực lượng gương mẫu, đi đầu, làm thay đổi văn hóa, văn minh của xã hội. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải xử sự chuẩn mực, nếu không sẽ bị loại bỏ. Đó là cách ứng xử chuyên nghiệp trong thời đại hiện nay. Cần xử lý cả hai nhân vật chính, trong khi đó không ít người nhận xét rằng sự việc đáng lẽ là đơn giản lại thành ra ồn ào vì cách xử lý hiếu thắng hơn thua của cả hai nhân vật chính. Bạn Trần Vĩnh Hà bày tỏ nên xử lý thật nghiêm cả hai, trong môi trường giáo dục cần cư xử cho đúng mực, lại còn là nghệ sĩ, người của công chúng nữa. Không tán thành động thái xin nghỉ việc của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Người đọc Nguyễn Bùi Gia Minh nhấn mạnh, hành xử như thế này cũng không khác gì là người ném điện thoại, đăng sự việc lên mạng xã hội vì lý do cá nhân mà nghỉ giảng ngay lập tức, thiệt thòi là sinh viên. Thể hiện một góc nhìn tương tự, bạn Khải Quang phân tích, tôi thấy Lưu Thiên Hương đang vào vai nạn nhân rất hoàn hảo. Nói thật, ở đâu cũng có những bất đồng giữa các đồng nghiệp. Sự việc này chỉ là kết cục của các mâu thuẫn. Vẫn biết rằng nghệ sĩ ưu tú Minh Huyền hành động như vậy là sai và rất xấu trong môi trường giáo dục, nghệ thuật. Thế nhưng Lưu Thiên Hương chọn cách nghỉ làm vì không thể nghỉ việc khi có Minh Huyền, là cô ta đang hướng dư luận về phía đối phương. Nếu không đủ cứng cáp và tỉnh táo, tôi nghĩ Minh Huyền mới là người gục ngã vì búa rìu dư luận. Dù gì Lưu Thiên Hương cũng nhiều fan hơn Minh Huyền. Tuy nhiên, bạn Thủy Nguyễn có ý bênh vực Lưu Thiên Hương vì không quay thì lấy gì làm bằng chứng. Trường hợp Lưu Thiên Hương đăng lên mạng là do đã có đơn gửi qua email nhưng lãnh đạo nhà trường không phản hồi ngay. Hơn nữa, cô Minh Huyền cũng không có động thái gì như xin lỗi sau khi sự việc xảy ra. Đó là ý kiến của rất nhiều những khán giả khác nhau. Vậy còn ý kiến của các bạn thì sao? Hãy comment bên dưới để chúng tôi biết nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.